rồi tốn tiền nữa. Ủa nè, nó anh mua mà À thì mua nấm công trùng thảo nè. cái loại nấm này mình để vô nước sôi ly trà, ủa giống như uống trà nha. Nó tên là Nấm đông trùng thảo. đông trùng hạ thảo xế khô. Đông trùng hạ thảo bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, chống lão hóa. Không, cái này mình sẽ dùng trực tiếp luôn à. Do là cái này đã sơ chế dùng, cái này chỉ bảo quản được 1 tháng thôi, còn cái kia thì mình khỏi cần, mình bảo quản trong điều kiện mát hơn. Chào bà cô chú ở đâu? Con có kem rồi. Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Sài Gòn hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Đi thẳng hướng này là chúng ta sẽ đi ra chợ Cầu Móng, cái cầu móng năm xưa. Và hôm nay em có dịp dẫn bạn đồng nhỏ đi vào siêu thị ở gần nhà, siêu thị Takashimaya. Và tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn hôm nay vậy, dạo này cũng dịu đi rồi, nên chúng ta cũng thoáng một tí trong việc đi lại và sinh hoạt. Nên thành ra hôm nay em lại dẫn Niệm và bạn đồng nhỏ đi dạo một vòng ở đây. Và hôm nay có sự tham gia của Niệm bạn đồng nhỏ nè. Chào bạn cô chú ở đâu? Ôi trời, trời chào kỳ vậy. Nay đi đâu vậy? Nay đâu, nay đâu? Anh đi mua con trùng á. Đi mua con trùng. Và ở đây em thấy có cái nhà hàng lẩu lẩu Hồng Kông. Rất là đông các thực khách nè. Tình hình buôn bán có lẽ cũng sôm tụ trở lại đây nè, đông vui trở lại. Từ từ chứ dịch bệnh hoài thì có lẽ mệt mỏi lắm. Nhà hàng lẩu Hồng Kông, hôm nào thì có dịp vào đây thử chia sẻ anh chị cái ở đây như thế nào ha. Số 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Và chúng ta đi tới chút xíu nữa ngay giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Lê Lợi, có một siêu thị Sài Gòn Center, và cũng là siêu thị của Nhật, siêu thị Takashimaya, rất là lớn ở đây. Đồng rất là thích nước này nè. Ồ, Đồng đang đọc chữ. Chữ gì, chữ gì? Nay vui không Đồng? Nay vui không? Nay vui không? Nay bất ngờ không? Nay bất ngờ không? Nó bà cô chú này con đi đâu? Nay con đi đâu? Nay con đi đâu? Nay con đi siêu thị. Đây làm cái gì? Mua đồ. Mua đồ hả? Vui không? Vui không? Vui ha. Dạo này Đồng đi ra đường là biết xe hơi nào xịn rồi đó nha. Thấy xe xịn là chỉ liền. Ngày này mập quá à, người chạy đi không nổi. Ăn ít quá, mập quá đi không nổi luôn. Chắc cũng cỡ 80 kg vậy đó, giờ đi nặng nề rồi. Ồ, con gì á, con gì á? Chụp hình cái đấy. Chụp hình, chụp hình, chụp hình. Ở đây chói sáng quá.
xe đua Raptor. À, xe địa hình. Xe địa hình tiếng Anh là gì? À, và đây là giao lộ của đường Nguyễn Huệ với lại Lê Lợi. Ô, Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Lê Lợi nè. À, các công trình ở đây vẫn còn chưa có xong. À, và hôm nay cuối tuần chúng ta thấy đường xá cũng rất là nhộn nhịp và siêu thị cũng khá đông. À, trước khi vào thì có đeo khẩu trang rồi đo thân nhiệt, ai bị sốt là quay về. À, đây là lối vào nè. Dạ, cảm ơn. Văn Đồng phái lâu lắm rồi mới được đi. Bây giờ cũng cả tháng. Hả? À, nay ở đây người ta trang trí bánh trung thu, hình con thỏ nè. À, Đồng làm dáng làm kiểu nè. À, rất tiếc là đeo cho phần đeo khẩu trang. À, bây giờ ai đưa hình lên chỉ thấy con mắt thôi, phong cách. À, phong cách 2020. À, đây cuối tuần đông vui ha, nhưng mà không biết các shop ở đây có bán buôn được hay không. À, ở đây trang trí rất là đẹp, đèn cũng rất là đẹp. Này đưa anh chụp cho. Ồ, Đồng biết chụp hình luôn kìa. À. Hôm nay dẫn bà con mình đi siêu thị ha, để mình xem cái tình hình ở đây như thế nào. Rồi rồi xem có gì mua mình mua ủng hộ. Ồ, ở đó có cái bình trà. Ồ, đồ kẹp tóc. Đồng là con trai mà bể sao? Quá trời luôn, quá trời kiểu luôn à. Nè không mua à? Có hả? Anh bây giờ anh mua đâu, mua hả? Bữa mua dư còn. Mua coi dư thùng tóc không mà vừa. Vậy thùng cho nó bền. Ở phía dưới có cái shop Lan Farm. Đâu đứng thang máy, đứng sao? Này bắt đầu nay cao rồi. À, mình đi xuống tầng B1. Ở đây có shop Lan Farm này, đi mua cái nấm đông trùng hạ thảo. Cái nấm này cũng rất là tốt cho phụ nữ, đẹp da. Một hũ là như có 300 mấy. Cái là nấm đông trùng thảo nha, chứ phải là đông trùng hạ thảo. Đông trùng thảo. Không có hạ thảo. Đông trùng thôi. Để bán ngọc trai. À, để bán mỹ phẩm, mặt nạ,
mà là cảnh đứng rồi. Đâu. À. Rồi. Thôi. Nào tới mà là cành khác đi, mà là cành khác đi. À, đây quần áo sale 29%. Hầu như cái gì ở đây cũng sale hết trơn. À. Kệ cái chân ghê không? Mùa này mùa sale. Các đầm. Quần áo. Tất cả là sale 20% nữa. À tới khu vực Đà Lạt. Hoa cúc 72.000 chậu. Hồng môn 174.000. À đây là thế giới hoa Đà Lạt. Đâu hoa gì, hoa gì? Làm sao hoa đó làm sao? Lan hồi lan nó 50.000. Đâu 50, đâu số 50 đâu. Một đó. À 1 triệu. 1 triệu 050 lận ông ơi. Vậy đây con, nè giả anh hỏi. Đồng thấy số. Ủa đừng có gờ, đừng có gờ vô. Một cánh cũng thấy bà rồi. Đồng thấy số đồng thấy số có 50. 50.000. À, hôm nay mình đi siêu thị ở dưới lòng đất. Cây Vạn Phúc. Ồ, dễ thương quá ha. Ok này nhà mình có. Cây Vạn Phúc. Cái này hoa bãi phương nè, nghe đồn thơ. Nè số này số mấy đồng, số này số mấy nè. 22.000. 200.000. Đâu đâu đâu. À, hoa laven gì, laven gì? Lavena. Lavender. Ờ, này là hoa gì? Hồng Trung Quốc, hồng trung. Hồng trung. Mình thêm Trung Quốc vô nữa hại người ta không? Chữ gì? Rồi rồi đi. Cái hoa sắp nở rồi. Màu gì? Màu vàng. Cái anh là rồi đứng lên đi. Người ta hồng trung để thêm chữ dứt người vô nữa. Rồi đi. Này tới khu này mỹ phẩm. Cái này là gì? Đó. Cái này đâu? Anh phải lợi cho vợ anh là có thể mỹ phẩm. Bởi vậy xấu quá. Đi mua dài. Người ta không cho mua đâu kìa. Mặt nạ quá trời, chị mua đi mua mỹ mua giày gì. Dễ thương hay là? Cái này cũng vậy nữa. Nhà mẹ mi, mẹ nè. Ờ. Mẹ mẹ thử nha. Không. Thôi. Này dài dài mà thử gì. Đây đi. Ông mới mua mà. Quà mới mua rồi vậy mua. Ừ, nói đi. Giờ có về rồi đòi nữa nè. Mua để đầy nhà. Làng farm ở bên ở tầng dưới, đi xuống tầng dưới.
xuống đây nè. À, tình hình bữa nay là nói chung là cũng đỡ hơn hôm bữa rồi đó. Mua 2 tặng 1 luôn nè. 499.000. Nhà shop Z2000. Mango. Rồi chúng ta tiếp tục đi xuống nha. Đông dữ. Nhà hàng lẩu. Bên đây là cà phê. Ở trên đây ngồi rất là mát, mà ở đây ngồi thì mình nghe mùi đồ ăn. Cà phê Highland. Ở đây bánh bánh trung thu, bánh khoai môn, hạt dẻ. Hoàng Đồng tới đây nè, Hoàng Đồng khoái đây lắm nè, mỗi lần tới đây là thử đủ thứ nè. Thử gì Đồng? Thử gì, ăn thử gì à? Hả? Ơi. Sao ghim được? Khô gà sao mà ghim được? Thôi không có ghim nữa. Đây đây đây. Rồi nè, bóc một sợi nè, đó. Sao mà ghim được, mà ghim. Ghim tới sáng. Rồi ăn thử đi. Đó, rồi. Rồi con cầm cây ghim luôn đi. Rồi rồi. Nó không để lại cây ghim này. Rồi, đi. Rồi, tốn tiền nữa. Ủa, nè, nó anh mua mà. À, thì mua. Nấm tông trùng thảo nè. Cái loại nấm này mình để vô nước sôi, ly trà. Ủa, giống như uống trà nha. Uống trà. Nó tên là nấm đông trùng hạ thảo sấy khô. Nếu mình bỏ chữ nấm đi thì hũ này chắc mấy chục triệu. Ủa, hũ này hũ mẫu hả? Ở đây có kẹo, này là kẹo dâu, mứt nho, kẹo nha đam, đủ thứ loại kẹo hết. Wow, đồ rang cà phê, ủa đồ xay cà phê. Đây là thơm sấy dẻo. Ở Đà Lạt hay có món sấy dẻo dẻo, khoai lang dẻo luôn đó. Trà hà thu ô. Hà thu ô sấy nè, nấm đông cô sấy khô. Đây là khổ qua sấy khô nè. Ngày nay thì không cần phải đi Đà Lạt mà ở Sài Gòn có đầy đủ các thực phẩm của Đà Lạt. Đông trùng hạ thảo bồi bổ cơ thể, tăng cường sinh lực, chống lão hóa. Không, cái này mình sẽ dùng trực tiếp luôn à. Do là cái này đã sơ chế trùng, cái này chỉ bảo quản được một tháng thôi.
còn cái kia thì mình khỏi cần, mình bảo quản trong điều kiện mát. Này làm gì? Này là gì? Cái này nấm đông trùng thảo luôn. Ê đọc. Lấy cái nào? À, biết. Cái này là phải đến này xài trong vòng 1 tháng thôi, kia để được 1 năm. Một năm vậy hủ uống mấy bữa hết. Cái này là tươi hả? Cũng để nước sôi vô vậy hả? Cái này để nước sôi vô bình thường. Nhưng mà mình có thể ăn với mì gói hoặc là ăn với là trộn salad. Hộp này là nhiêu? 329 bằng cái giá của hộp khô. Ồ, nếu mà phơi cái này ra là bằng kia đó hả? Đúng rồi. À. Khô đi cho nó gọn. Dễ thương quá hả? Nhìn nè. Nó lắc cái gì san hô vậy á. Ờ, bụng ba bự quá. Bụng gì? Mới ăn cơm rồi. Kéo xuống cho ta đi. Hả? Họ kéo xuống hả? Ủa đâu có kéo? Có, nãy có để tú ở trên đây nè. Nhà con đi. Nhà con kéo xuống hư của cô bây giờ. Rồi. Bên đây là gì? Khô gà. Rồi đi tiếp thôi, tính tiền đi, tính tiền đi. Rồi uống hết rồi mua nữa. Nè, đi lấy tiền. Ăn gì ở đâu? Ăn gì ở đâu ăn? Ăn nữa không? Ăn khô gà nữa không? Đồng khoái khô gà. Ăn không bao mua khô gà cho. Hả? À. Ồ đây có vỏ hạt mắc ca nè. Ồ là nguyên hình một bức tường luôn. Quá trời. Thôi. Cái là món ăn thử rồi. Thôi. Rồi chưa? Đi qua đây nè ơi. Cái gì à? Ăn lén hả? À? Cái chỗ đó người ta có cái quầy để mình ăn thử á. Cái gì vậy? Chà bông à? Bánh. Hả? À, thẻ của này đi quẹt gì đi quẹt. Thẻo này đi mua gì mua thoải mái. Từ tiền anh em toán thôi có gì đâu. À, do là cái mấy bữa dịch bệnh đó vắng quá người ta đóng cửa cái quầy kem này luôn nè. Hôm nay mới có chút không khí sôi động ở những hàng ăn ở dưới tầng hầm. Rồi chắc video đến đây em xin tạm dừng. Một số hình ảnh ở siêu thị Takashimaya đông vui. Gửi bà con bác xem chơi cho vui nha. Hôm nay siêu thị rất là đông. Cái niềm vui nhỏ nhỏ của các siêu thị ở Sài Gòn. Ồ đông quá, đồng định ăn kem đây nè mà đông quá. Đông quá, nó nói là đi vòng xong quay lại. À đi vòng quay lại hả? Ở đây là kem Hokkaido. À đồng thích ăn kem ở đó. Thank you.
Rồi ban mời cô chú đi, ban mời cô chú đi. Rồi sao nữa? Cái gì đây sống vợ sống chiếu? À giống rồi hả? Rồi bay chưa, bay chưa? Bay lại coi. Rồi sao nữa, rồi sao nữa? Con đi vô chỗ xíu nhà xong quay lại. Xong xong mà con qua làm cô chú xem. À xong quay lại ăn kem cho bọn cô chú xem. Rồi, bye anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại vào ngày mai nha. 7 giờ mỗi ngày giờ Việt Nam chúng ta lại gặp nhau. Đây là siêu thị An Nam ở dưới tầng B, như là B3. Chào mời cô chú ở đâu? Con có kem rồi. kem đâu? Do là ở đây người ta không có bán ngồi tại chỗ, chỉ bán mang về thôi do cái mùa dịch đó. Nên thành ra cái này mua ăn tại chỗ thôi chứ đem về cái nữa là nó tan chảy hết. Đây mình đang ngồi trước cửa quán kem nè, rất là đông luôn. Đó, người ta ngồi ăn nè, ai cũng ngồi ăn ngoài đường thôi. Kem Hokkaido ở số 173 hay là 169. Giờ là không để cái địa chỉ, cái bên là 171. À, 169 Nguyễn Thái Học. Đây có cô bán gánh hàng rong. Bữa tối cuối tuần ở Sài Gòn nhộn nhịp, nên mình đi ở đâu cũng đông quá trời. Ngon nồng, kem đó là kem gì? Kem này là kem gì? Hả? Mì ăn phụ. Cái phô mai à? Ồ, ngon không? Phô mai. Con gì thích phô mai? Phô mai. Phô mai. À, con gì đó? À rồi, con gì đó? Con cầm đàng hoàng rất là khỏi ăn đó nha, rất là bỏ luôn nha. Ngon phụ con đi. Hết chuyện đi ra đường ngồi ăn vậy, quải được không? Mua về không chịu? Nếu mua về là người ta cho mình cái ly á. Rồi ban bà cô chú đi, hẹn gặp lại. Trời ơi, miệng kem không. Rồi ban chị các bạn, hẹn gặp lại nha. Video hôm nay quá dài luôn.